Vâng, xin chào bà con. Hôm nay chúng ta trở lại cái vườn sầu riêng Mỏng Thon ở xã Phú Tân nha. Thì vườn này hơi đậy mủ, hôm nay là cũng hơn 20 ngày rồi bà con. Thì hôm nay thì sẽ cho nhà vườn tiến hành là giả mủ nha. Thì bà con thấy hiện tại thì mắt cua nó đã ra vài điều hết rồi. Thì hiện tại thì chúng ta giả mủ là vừa hết nha bà con. Bà con thấy mỗi nhánh thì đều ra hết rồi. Thì lúc này chúng ta giả mủ để chúng ta bắt đầu tưới nước, chúng ta cung cấp dinh dưỡng chúng ta cho cái cây để mà nó nuôi cái mắt cua chúng ta, cái bông chúng ta nó được tốt hơn. Mà con thấy nhà vườn thì cũng đã bắt đầu rơ mủ lại rồi. Cái này thì dở buổi sáng nha con. Mình giờ thì lúc này tầm khoảng 2 giờ rồi. Con thấy là hiện tại mắt cua nó đủ đều hết rồi nè ha. Rồi chúng ta đi qua bên đây. Mà con thấy là nó đủ đều rất là đều nha. Cho nên là mà con thấy là khi mà chúng ta mầm chuẩn thì nó sẽ ra rất là đều và rất là đồng loạt nha. Chúng ta sẽ đi dài tới luôn nha. Thì đầu tiên mà con thấy là cái dàn lá khi mà chúng ta làm thỉnh sớm này nè. Mà chúng ta mầm chuẩn nè. Cho dù chúng ta đậy mủ, chúng ta phun tạo mầm, con thấy là cái dàn lá rất là xanh dày và đều hết bà con, nó không có hiện tượng cháy lá gì hết. Rồi bà con chúng ta đi qua kè bên đây nha. Con thấy gà rất là đều nha, con gà là đều mỗi nhánh nha bà con. Con thấy là gà rất là đều, gà rất là đồng loạt ha. Thì trước khi đi giả mủ thì hiện tại thì mình đã cho nhà vườn phun một cữ là rứa mắt cua rồi nha bà con, gồm sang rứa mắt cua thì cũng năm trước cũng đã giới thiệu cho bà con rồi. Thì nó sẽ chứa một đa lượng nè, vi lượng nè, thì để bổ sung thêm cái NA này và nitrophenol nữa, và chúng ta kết hợp thêm superbo phần làm cái mắt của chúng ta ra được đều hơn, đồng loạt hơn và nó sẽ mập hơn, nó sáng hơn nha bà con. Mình còn thấy đa số cái sầu riêng chúng ta những cái mắt cua nó lú thành bông hết rồi ha, rất là đẹp nha. Còn đây là cái ghi sáo nha bà con. Thì nhà vườn cũng trồng có một trong một số ghi sáo nha, con thấy đều là lú rất là đều ha, là lú hết rồi đúng mỗi nhánh luôn nha bà con, không có hiện tượng bị nín nha. Thấy nè, mình quay gần cho bà con xem này ha. Gà rất là đều và đồng loạt nha, gà mỗi nhánh luôn nha bà con. Hôm nay chúng ta giả mủ thì nó đã hợp lý rồi ha. Cái nhánh này thì năm trước trái cũng rất là đẹp nha bà con. Nhưng mà con nào mà xem mình rồi thì thấy cái cây sáo này rất là quen ha. Thấy là hiện tại là cây sáo này nó đã dư bông luôn rồi nha bà con. Thì phun cái mắt cua ở đây cũng được 3 bữa nha bà con. Giờ bà con lưu ý là ổn lại thì sẽ có những đám mưa đêm ha. Thì cũng trả cho nhà vườn sử dụng cái dòng bình rửa bông ha. Bà con thấy là nó sẽ bông rất là sáng, không có hiện tượng bị đen nha bà con. Tại do một số bà con ổn lại không có phòng ngừa trước, đâm ra một số nhà vườn thấy là một số cây sầu riêng ta nó sẽ bị đen bông nha, cho nên chúng ta cần phải rửa nha. Thì hiện tại thì ổn lại cũng đã hết rồi, cho nên nhưng mà vẫn cho nhà vườn phun ba đốt bình nha, phòng một cử người trước để lỡ mà cây sầu riêng chúng ta nó bị mưa đêm á, thì cũng không có bị mất công chúng ta rửa ra một cử nữa thì sẽ rất là cực nha bà con. Thì bà con thấy á, thì còn đối với những bà con nào chúng ta thấy mắt cua chúng ta nó chưa có đồng đều á, nó chưa có, nó hơi có hiện tượng là nó hơi sưng lại đó bà con, do là hôm ngày chúng ta vừa bắt đầu những nhà vườn nào đi cổ sao này nè, nó bắt đầu ra mà nó bị đá một hai đá mưa đêm dập liên tục đó bà con. Thì chúng ta có thể kết hợp với cái sản phẩm siêu lăng nha, chúng ta kết hợp với cái mắt cua này, chúng ta phun vào dạng nhánh nè, phun vào những cái nhánh này nha, thì nó sẽ giúp cái mắt cua chúng ta ra mạnh hơn, đều hơn và nó sẽ sáng hơn nha bà con. Để chúng ta mà bỏ chúng ta phun dưỡng không thì nó cũng sẽ không có ra mạnh nha. Bà con thấy nhánh này thì là đều hết rồi ha. Thì hôm nay giả mủ cho bà con thì chắc sẽ cho xả hơi một cái, rồi tầm khoảng sáng mai thì bắt đầu sẽ cho nhà vườn nhấp nước nha bà con, để cho cây sầu riêng chúng ta nó đã khát quá lâu rồi, bây giờ chúng ta sẽ cung cấp nước vào nha. Khi mà chúng ta tưới nước được 2 cử đâu con thì cái cây sầu riêng chúng ta bắt đầu đã ổn định rồi. Thì lúc này chúng ta sẽ cho dinh dưỡng vào nha. Thì ở dưới gốc á, thì mình sẽ cho nhà vườn tưới cái bộ đôi trợ lực rễ nha bà con, để nó giúp cây sầu riêng chúng ta mau khỏe hơn. Nhất á thì cái bộ đôi trợ lực rễ này á thì nó sẽ giúp cây sầu riêng chúng ta nè, nó sẽ cung cấp dinh dưỡng nè, nó sẽ cung cấp một cái lượng hữu cơ cho cây sầu riêng nè. Thứ hai á, thì nó sẽ dưỡng cái bộ rễ chúng ta lại, mà cây sầu riêng chúng ta xiết nước thời gian dài nè, thì phần nào thì bộ rễ chúng ta nó cũng bị tổn thương. Cho nên khi mà chúng ta giả mủ ra thì cây sầu riêng chúng ta nhấp nước lại rồi, nó ổn định lại rồi á, thì lúc này chúng ta sẽ cho tưới cây trợ lực rễ á. Thì thứ nhất á, thì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng cho cây sầu riêng chúng ta nè, kích bộ rễ mà chúng ta phát triển lại nè, nó giúp những cái bộ rễ chúng ta bị yếu bị suy á thì nó phát triển lại mạnh hơn nha bà con, nó tái tạo lại rễ mới. Và đặc biệt á, thì khi mà chúng ta bộ rễ chúng ta khỏe thì nó sẽ rút dinh dưỡng lên mau nè, thì nó sẽ cung cấp cái lượng dinh dưỡng vào cái mắt cua chúng ta, cái bông sầu riêng chúng ta, thì nó sẽ giúp cái quyền chúng ta ha mập hơn, cái mắt cua chúng ta mập hơn, sáng hơn nha, và thúc những cái mắt cua chúng ta ra đều hơn, đồng loạt hơn nha bà con. Và đồng thời á
thì nó sẽ giúp dàn lá chúng ta nó xanh dậy hơn nha bà con. Tại bầu rễ chúng ta khỏe thì chúng ta nó sẽ có dàn lá tốt, dàn lá chúng ta tốt thì nó sẽ nuôi bông nuôi trái sau này chúng ta nó sẽ được tốt hơn nha bà con. Thì chúng ở dưới chúng ta đã sử dụng cái cành trên đường rễ rồi để chúng ta cung cấp dinh dưỡng cho cây rồi. Ngõ trên á thì chúng ta sẽ kết hợp chúng ta phun cái amino ha bà con, kết hợp với cái super boy và canxi nha. Thứ nhất là nó sẽ gì, nó sẽ dưỡng cái bông sầu riêng của chúng ta nè. Nó thứ nhất là những cái mầm sau nè bà con, nó sẽ cung cấp cái lượng dinh dưỡng vào, nó sẽ là giúp cái phôi chúng ta ra đều hơn, mập hơn và sáng hơn ha bà con. Và khi chúng ta kết hợp với cái super boy và canxi á thì thứ nhất á nó sẽ tăng khả năng cái bông của ta, nó hạn chế tình trạng cục bông lóng nè, do là cái bông của ta mập hơn và sáng hơn ha bà con. Và sau này nó góp phần có quá trình thụ phấn sau này ha, cũng rất là tốt. Nên là cứ hai thì chắc mình sẽ cho sử dụng cái và sử dụng là cái bò ba này ha. Còn cái vấn đề thuốc sâu á thì ở giai đoạn này thì một số bà con có phun thuốc sâu á thì chúng ta nên lưu ý là cái vấn đề là chúng ta phun nhẹ được rồi nha bà con, như là dòng 2.1 nha, hoặc là một dòng 1.9 là được rồi. Chúng ta tránh tình trạng là phun mạnh quá thì nó cũng sẽ cái bông vàng này chúng ta nó hơi nhạy cảm á thì nó cũng sẽ gây nóng bông nha, làm đen bông sầu riêng chúng ta nha. Còn về cái lượng nước đó bà con, thì bà con lưu ý là khi chúng ta gieo mũ á thì chúng ta chỉ nhấp xương 1-2 cứ đầu thôi nha. Chúng ta tưới lượng nước tầm, như chúng ta tưới bét á thì chúng ta tưới tầm khoảng 3-5 phút trở lại là được rồi nha. Chúng ta đừng nên nhấp nước nhiều quá, tại lúc này cái sầu riêng chúng ta còn nhạy cảm đó thì chúng ta tưới nhấp nước từ từ được rồi. Tại một số bà con á do là thấy sợ cái cây nó bị xào lá nhiều quá do xiết nước thời gian dài á, tầm gà nhấp nước nhiều quá thì nó sẽ gây tình trạng là bị dư nước nha bà con. Và nó sẽ gây tình trạng là nó gây sầu riêng chúng ta nó dễ ra bông lá nè, nhờ nó đen bông lại nha. Thì bà con lưu ý là giai đoạn này thì bà con chỉ cần chúng ta nhấp nước xương được rồi 1-2 cử đầu, sau đó chúng ta tăng từ từ lên nha.